bên Tây Tạng nó dài qua Việt Nam, nó có con sông Cửu Long. Cửu là chính, Long là rồng, là tượng trưng cho rồng, con rồng chín đầu, một thân nhưng chín cửa ra biển. Thấy không? Mà hồi xưa tổ của mình, tức là ông Lạc Long Quân, ẩn thân dưới rồng ở dưới là sông Cửu Long này đấy. Cái chia sẻ của Đệ Bình và của Thảo thì Thảo cũng biết ơn, tất cả đều là cùng nhau trên con đường đời và đạo. Chị cũng biết ơn em rất nhiều để cho em chia sẻ những cái sự trải nghiệm của em trên con đường tu học, thì chị thấy rất là quý, rất là đáng giá cho những người trong nước và ngoài nước, những ai hữu duyên để xem qua những cái video như thế này, để cho họ cảm nhận được trên con đường tu học nó không có dễ chút nào, nhưng mà nói khó nó cũng phải là khó lắm. Nếu một người đã thành tâm thì nó không có gì là khó, còn con người chưa có đủ thành tâm thì có thể sẽ gặp nhiều cái chướng ngại, rồi có chí bồ đề gì đó, hay là cảm thấy ủa sao tu mà sao gặp những cái nghịch cảnh nhiều quá. Thì nếu như những người con Phật thì chị cảm thấy được rằng khi mình đã quyết tâm tu học thì những cái nghịch cảnh đó là những cái bài học, những bài thi đem đến cho mình, để cho mình dành thi. Mình cũng biết ơn tất cả mọi người đã đem những cái điều nghịch duyên, nghịch cảnh đến cho mình, để cho mình biết được rằng cái thân tâm của mình nó học được như thế nào và nó hành được như thế nào. Chứ còn cái gì tới mình cũng tốt quá hết á, thì mình đâu có biết cái thân tâm của mình nó học được bao nhiêu, đúng không? Cái gì nó cũng suôn sẻ hết. Bởi vì ta nói gì, cái câu nhất tu gia, nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa đó. Tại gia thì mình tu, thì mình tu với tất cả những người thân xung quanh bên mình. Chị thấy đời hiện giờ tất cả anh em á, có nhiều khi cái gì đó mới ra một cái bài hát nha, tả tơi chữ đời á, ngày xưa tất đất tất vàng, ngày nay tất đất họ hàng đi tan á. Cho nên trên con đường tu học thì chị cũng thấy rằng khi mình tu, tại sao là nhất tu gia, tu gia là vì có nhiều cái điều danh lợi tiền tài, vì cái cơm áo gạo tiền có đôi lúc làm mất đi cái nhân tính của con người, làm anh em cốt nhục tình thâm, vì chút lợi ích có thể dối trá với nhau, có thể hơn thua với nhau, có thể tranh giành đoạt lợi với nhau, có thể nhất là những người ở nước ngoài như chị á, thì mình đi về trong nước á, mình có mua đất hay là cất nhà vậy đó, mình cũng không có tiền để mình đứng tên á, thì mình để cho những người thân mình đứng tên. Thì trong cái thời hiện giờ kinh tế khó khăn, khảo đảo như thế này cũng làm cho mình học được cái lòng người rất là nhiều. Khi con người, người ta nói như bần cùng sanh đạo tặc, có nhầm khi vì cuộc sống mưu sinh thiếu trước hụt sau như thế nào, có thể họ thiếu suy nghĩ đi, mà những cái vật chất, những cái tiền tài đó có đôi lúc ví dụ nhờ đứng tên nhau, họ có thể sẵn sàng lấy bán bất cứ lúc nào, rồi họ nói lại những cái lời phủ định cài đắng như thế nào. Đó cũng là một cái điều để cho mình tu học, mình nhìn đời và mình nhìn cảnh và mình nhìn vật, mình nhìn tất cả nó xảy ra trong cái cuộc sống hiện giờ. Có thể cái năm 2024-25 này, trong 2 năm này nó sẽ lộ ra rất là nhiều á, giữa chánh và tà, giữa cái thiện và ác đó, nó rõ ràng nhiều hơn lắm. Nó không có như ngày xưa mà Phật Phật Ma Ma trộn lộn đâu thật đâu giả, mình cũng hơi khó biết. Nhiều khi giả nói nghe hay hơn thật nữa. Thật thì quá thật á, cho nên nhiều khi nó cũng không có, người ta nói gì mật ngay đau lòng gỗ á, nó cũng không hay lắm. Nhưng mà trong cuộc đời sống hiện giờ thì có đôi lúc mà vì cái
cuộc sống á, mà nó thay đổi cái nhân tính của con người, cái sự tham sân si họ sẵn sàng chiếm hữu bất cứ lúc nào. Cho nên nếu mình không giữ tâm á, mình sẽ rất là bị đau lòng. Mình đau lòng nó không phải vì cái vật chất của mình mất, mà mình đau lòng vì cái tình thâm, cái thân tình mà những người mình từng yêu thương, tin tưởng. Mình tin tưởng là những người đó rất là chân thật, và như thế nào đó mình mới đặt niềm tin, không có một chút gì để suy xét hay là lưỡng lự. Nhưng rồi một ngày mình phát hiện ra được những cái niềm tin đó nó bị họ vì cái vật chất mà họ chà đạp cái lòng tin đó đó, cho nên nó cũng rất là bị tổn thương. Nó rất là, phải nói như thế nào đây, cũng như là mình bị nó nặng hơn là mình bị cảm, bị trúng nắng trúng mưa hay là bất cứ một điều gì. Nó là một cái sự, nó là sự tổn thương lớn lắm. Nó rất là không, cái mất vật chất nó không là gì hết, tại vì mình tạo nó ra được. Thì đường cách nào mình cũng xài đi. Chị cho em nói xong chị. Thì thí dụ như khi mình làm ra được vật chất đi ha, thì đường nào mình cũng sẽ dùng tới nó, dùng bằng cách nào. Có thể nói là mình có thể mình mua cái đó cái nọ cho vô cái gia đình này của mình. Mình thích cái đó, thích cái chiếc xe đẹp, thích cái nhà cao cửa rộng, mình xây lên căn nhà, hay là mình mua chiếc xe, ví dụ vậy, hay là mình mua những cái vật dụng gì trong gia đình. Đó cũng là một cái cách để mình tạo ra được cái vật chất để mình dùng nó. Rồi cũng có thể mình đem nó đi mua những cái hạt gạo, những thùng mì, hay là mình chia sẻ những cái đồng ngân đó, mình trợ duyên cho những cái người họ bất hạnh đó. Thì đó cũng là một cái cách mình xài đó. Cho nên nếu mà cái vật chất mà mất đi á, thì mình coi như là đó cũng là một cái cách đó mà mình dùng tới như vậy, mà dùng bằng cách đó. Thì nó mất đi thì coi như mình xài cho nó rồi thôi. Nhưng mà cái tình thân nó là một cái sự tổn thương và nó đau đớn vô cùng tận. Nó đau lắm, nó rất là đau. Nó đau đến mức độ mà có thể nói mình cảm thấy ủa sao loài người là như vậy ta. Thà là mình không có đặt niềm tin, thà mình không có tin tưởng, mình thấy ai cũng sẽ rồi như thế đó như thế kia, thì có thể nói là khi mình gặp phải á, nó cũng không có, nó cũng không có đau lắm. Nhưng mà nếu như mình đã đặt niềm tin rất là nhiều với người thân mình thì xảy ra nhiều điều đó, nó sẽ rất là bị tổn thương, nó rất là cần thời gian để chữa lành mới đứng dậy được. Cho nên sẵn đây qua cái kênh YouTube này thì cho Thảo gửi lời chân thành đến với tất cả những ai mà có những cái hoàn cảnh như Thảo vừa nói qua. Cố gắng nha, vượt qua. Tại vì thời đại hiện giờ có những bài thi bài khảo á, mà họ thi từ trong cái gia đình mình á, khảo đảo vậy, ta nói đâu có Phật là đó có ma mà, đúng không? Cho nên á, ví dụ như đi mình đi tu mà gặp những người đồng đạo với nhau á, họ khảo đảo với nhau á, cái đó là bình thường rồi, mình chấp nhận và mình biết nha, trước sau gì cũng sẽ phải gặp. Cho nên mình nói mình chuẩn bị thì nó cũng không đúng, nhưng mà mình nói là mình gặp phải mà để mình không thể nào ngờ thì nó cũng sai, vì mình biết trước là mình đường đi mình nó cũng sẽ gặp. Nhưng mà gặp mà từ bên trong gia đình, gặp những cái bài khảo đảo mà từ bên người thân thuộc của mình mà để phải gặp qua thì đó là một cái điều rất là mất mát và tổn thương rất là nặng. Thì Thảo cũng khuyên những ai có gặp qua như vậy thì cố gắng tự chữa lành mình, và cứ coi đây là một cái bài thi mà khó nhất mà thực tế trong thi. Các anh YouTube đó, nếu có lòng quay cái pháp từ người thiện trí thức đưa lên mạng, đó là biết học hạnh của ai rồi. Cái hạnh của A Nan, Đức Phật nó pháp nhưng Đức Phật nó đủ pháp, A Nan ghi lại
ha, để truyền bá lại. Đúng rồi. Như vậy thì vô định cái bậc thiện trí thức người ta xử lý xong, người ta cũng buông cả dự án không? Đúng rồi. Nhưng những cái hành vi thức là mình làm theo hành an an, những cái pháp lành mà là hành an đưa an lên trên cộng đồng, có thể những ai có duyên có tâm người ta coi, người ta có thể mở người ta ngộ được. Thì mình đang học cái hạnh của an an, mình cũng đang chép kinh để lại. Tại mình ghi hình cái video này, có thể là mình truyền ra cả toàn thế giới luôn, khắp thế giới luôn họ xem. Mà có thể là năm này họ chưa có đủ duyên mà xem, năm tới hoặc tháng tới, ngày tới sẽ có một ngày nào đó nó lưu truyền và đời này đời sau mãi mãi luôn. Cho nên công đức cũng vô lượng. Cho nên đối với chị á, lúc nào chị cũng rất là thương những người làm YouTube như các em, như các cháu thì là chị thương nhiều dữ lắm luôn. Chị cảm thấy chị rất là không biết phải nói như thế nào, mà mình phải nói một câu là mình cảm động cái chân tình và mình kính phục cái sự gian nan khổ hạnh này. Và không phải ai đi làm YouTube cũng đủ sống hay là sống đầy đủ đâu, có nhầm khi không có tiền đổ xăng luôn á. Đi quay những mảnh đời bất hạnh mà người ta khổ á, nhà người ta còn đói còn móc tiền ra cho người ta nữa đó. Nhiều khi trong mình ấy còn được 50 ngàn, mình thấy người ta khổ quá, móc 50 ngàn cho người ta gửi xe chạy ngồi hết xăng nhảy xuống đi bộ luôn á, dẫn xe luôn á. Cho nên thật sự đối với chị lúc nào chị cũng rất là thương những em làm YouTube hết á. Cho dù mấy em được may mắn làm được tốt thì chị cũng chúc mừng, mà lỡ có như thế nào thì mấy em cũng nên nhớ là lúc nào chị cũng bên cạnh mấy em và rất thương và đồng hành. Nhất là hay nữa nè, cuộc đời của con như vậy mà con không có khuất phục, con vẫn đi làm như mọi người. Thật sự ra cô cảm động lắm luôn, cô rất là thương, thương không biết nói sao cho nó hết được cái bằng lời nói á. Nhưng mà cô chỉ biết dùng cái lời của nhân gian này để nói là cảm phục và cảm ơn con rất nhiều và rất thương luôn á, thương nhiều luôn. Mình muốn tạo cái chữ Dũng, Bi Chí Dũng muốn tạo cái chữ Dũng. Cái chữ Dũng không phải đi đánh người ta hơn người ta, thấy không? Mà cái chữ Dũng đây là mình thắng giặc lòng của mình. Đó, chiến thắng giặc lòng của mình. Như vậy thì tất cả những cái chuyện đã qua, dù tốt hay xấu, nó dướng lại lòng mình như thế nào cũng cần biết, thấy không? Mình tự nhiên mình nói hai câu này, nếu tâm mình hòa hợp vô được hai câu này tạo chữ Dũng được. Câu thứ nhất, thà là bò đi heo chúng ta làm lại. Câu thứ hai là gì? Bao nhiêu đây thì đâu có nhầm nhau gì. Tự nhiên cái đó mà mình không đạt chỉ Dũng liền không? Em này thì em dữ dữ sao vui ghê. Kêu đi hát, đưa máy đưa mai cho hát thì không đâu, em hát dở lắm. Như vậy cái gì ngồi nói là hát bất cứ lúc nào. Và hôm nay tôi xin nói cái chuyện của tôi chứ không có trong kinh giảng này, mà tôi nghĩ ra tôi nói à. Cái thời kỳ hiện tại này là thời kỳ ngũ hành đảo ngược, cho nên nó có một lực hút khủng khiếp lắm. Đúng rồi, chị thấy được rồi, bị vô lực hút loạn theo đời. Đúng rồi, đạo bị vô lực hút loạn theo đạo, căn bị vô lực hút loạn theo căn. Em vô chính đề tài chị muốn nói đó, thật sự đề tài ngày hôm nay chị muốn nói đó. Cái người mà tỉnh được, không loạn theo đạo, không loạn theo căn, cũng không loạn theo đời là rất ít, trừ khi cái người này có chủng tử nhiều đời nhiều kiếp rất sâu với Phật pháp mới tỉnh được. Còn nếu không muốn tỉnh không nổi, bị lực hút ghê lắm à. Nhưng mà cái thời kỳ này sẽ có một đảng dọc ngang cấp Maha sẽ ra đời. Vậy đảng dọc ngang cấp Maha này là tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói cái người này sanh ra đời là người bình thường, nhưng không có tu hành, cũng không có thuộc đảng phái hay theo một tôn giáo nào, không có bị một cái gì cai quản như này cả. Người này muốn ngang, muốn dọc, muốn làm sao là làm theo ý của mình, không? Nhưng mà lời nói hành động của người này phát ra là cấp Maha chứ không phải là cấp phàm phu. Tự nhiên đời nghe cấp Maha phát ra, tự nhiên từ từ tỉnh lại. Đạo nghe cấp Maha phát ra, tự nhiên đạo từ từ tỉnh lại. Căn nghe cấp Maha phát ra, từ từ căn tỉnh lại. Cái cấp Maha là gì? Muốn nói cái người này á, người ta dùng ý chí riêng của người ta có thể quá giải mọi thứ, trở về tánh thật của người ta không nhiễm theo căn theo,
tạo nghiệp không loạn theo tầng tạo nghiệp, mà người ta vẫn hòa nhập vô được. Người ta có thể vô trượt, sống với trượt, quá và trượt, độ trượt, giúp trượt tiến quá. Nhưng thân tâm người ta không nhiễm trượt tạo nghiệp. Người ta vô thanh thì quá gia thanh, độ thanh, giúp thanh tiến quá. Nhưng thân tâm người ta không chấp thanh sinh bản ngã. Người ta vô thiện thì ta quá gia thiện, độ thiện, giúp thiện tiến quá. Nhưng thân tâm người ta không chấp thiện sinh bản ngã. Người ta cũng vô ác thì quá giá, độ ác, giúp ác tiến quá. Nhưng thân tâm người ta không dính ác được tạo nghiệp. Thì cái người này không tu hành, nhưng tự thành lọc được chính mình và có thể gia nhập vô đủ mọi cánh. Mọi cảnh, cảnh nào cũng được, ngang dọc như thế nào là do ý của mình chứ không thuộc quyền cai quản của ai. Đây gọi là cấp Maha. Đảng dọc ngang cấp Maha sẽ ra đời trong thời kỳ này. Đây là cái chuyện tôi thấy, tôi nói chứ không có kinh quản. Rồi từ từ, lần lần nếu ai đủ duyên sẽ có thể thấy ra được cái điều của mình. Và hôm nay tôi muốn kể lại một chuyện. Khi tôi gặp cái vị này cùng trao đổi với ban người về đạo pháp, tôi mới hỏi ông hồi đó tới giờ ông đi lại con rồng bằng đá, rồng bằng giấy, mà toàn là rồng giả mà không có. Nhưng con rồng thật đang sống cái hình tướng nó như thế nào, nó đang sống như thế nào biết ông? Nãy giật mình, bao nhiêu người cũng giật mình. Nó hỏi là tôi, ủa chú Bình nói rồng bằng đá, rồng bằng giấy, làm rồng giả, vậy con rồng thật cái hình tướng nó như thế nào, nó đang sống như thế nào vậy? Thế tôi nói ông đang sống chung với nó mà ông không biết rồi. Thế nó, ủa sao chú Bình nói tôi sống chung với nó đâu, chú Bình chỉ coi. Thế tôi nói đơn giản, ông Lạc Long Quân là rồng tổ. Tất cả người Việt Nam trong nước, ngoài nước, trên toàn thế giới, không phải Việt Nam nữ già trẻ bé lớn, đều là con rồng cháu riêng. Chính mình là con rồng cháu, con rồng tổ là ông Lạc Long Quân. Như vậy có phải mình là con rồng đang sống thật hay không? Cái hình tướng của mình đâu có giống con rồng ở trong bằng đá, rồng bằng giấy đó đâu. Mình quên đi chính mình. Vậy thì quý vị có thấy lời tụi mình có hợp lý không? Thì trong lúc đó họ sững sờ chứ không? Cái sự thật trước mắt mình mà nhờ hôm nay chú Bình nói mình mới nhận ra. Cái xong xưa tôi mới nói tiếp, con nhà tâm không giống lông thì cũng là giống cánh, đúng không? Như vậy thì mình làm sao để xứng đáng mình là con rồng cháu riêng, nghe không? Ở bên Tây Tạng nó dài qua Việt Nam, nó có con sông Cửu Long. Cửu là chính, long là rồng, là tượng trưng cho rồng, con rồng chín đầu, một thân nhưng chín cửa ra biển. Thấy không? Mà hồi xưa tổ của mình, tức là ông Lạc Long Quân, ẩn thân với rồng ở dưới là sông Cửu Long này đấy. Thấy không? Như vậy thì hôm nay đại thiên địa có gì, tiểu thiên địa có này, mà có gì chúng sanh có này, mà chúng sanh là mình, tiểu thiên địa cũng là mình. Vậy thì mình biết mình là con rồng sống rồi, không? Mình có mở được chính cái đầu của mình ra để mình sử dụng hay không, cái đó là do mình, thấy không? Vậy chính cái đầu là gì? Tôi có thể minh ra chính cái đầu cho bà con mình thấy, trong con rồng của mình nó có chính cái đầu nghe, ai cũng có chứ nghe, vì mình là con rồng cháu tiên nghe. Cái đầu thứ nhất là hắc long, đúng không? Chữ long là chỉ thân mạng của mình, vì mình con rồng là con rồng cháu tiên, đúng không? Chữ hắc là chỉ về tâm hồn đen tối của chính mình, thấy chưa? Đây gọi là hắc long, giá võ ra chào quan thiên. Chữ giá võ là muốn nói cái gì? Mài gươm trí cho tinh cho thiết, dứt tâm trần tầm kỹ sắc không, dứt được nó ấy là giải thoát. Vậy thì cái gươm trí là cái gì? Là có nghĩa rằng mình mượn cái pháp của Phật, thí dụ như là giới định huệ hay biết trí dũng hay là lục tử di đa, thì ai có duyên với pháp nào cũng được, mượn cái pháp đó đi mà. Mà cái gươm trí của mình là mình dùng ý chí phi thường của chính mình, không than không mượn không cầu không sinh không sợ, để mình dứt cái tâm trần của mình. Tâm trần là tâm nào? Cái tâm hồn đen tối. Tùy diễn giải chút những tâm hồn đen tối nha.
tam nghiệp sanh thập ác. Tam nghiệp gồm có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp sanh ba đồ ác, đó là sát sanh, đạo tập, tà dâm. Khẩu nghiệp sanh bốn đồ ác, ý ngôn, ác khẩu, lưỡng thiệt và giọng ngữ. Ý nghiệp sanh ba đồ ác là tham lam, sân nộ và si mê. Thì từ cái tam nghiệp của mình là sanh thập ác, nghe không? Nó mới sanh ra bản ngã gian trá hung bạo mê chấp, đó là tranh giành để mà gây ra nghiệp quả bằng lòng tham sân si tự lưu chưa. Thì chính những thứ này gọi là tâm hồn đen tối, gọi là tâm trần. Như vậy thì mình dùng cái ý chí sấm sét của chính mình tẩy bỏ tâm hồn đen tối, thì tâm hồn đen tối không còn, thì nó mới trở về tâm hồn trong trắng, hay không? Mình trở về với tánh giác, rồi mình mới lọc tất cả những cái tánh chất không tốt này thành cái điều tốt đẹp, bằng tánh thiện, bằng lòng từ bi, bằng lòng vị tha yêu thương, không? Bằng một cái sự trong sạch, cảnh giới nào cám dỗ cũng không nhiễm tạo nghiệp, mà cảnh giới nào dồn dập cũng không loạn tạo nghiệp, mình mới đem tất cả những gì mình có để phụng sự cho muôn người muôn loài, giúp họ tiến hóa tạo phúc không tạo nghiệp. Còn nhân quả thì tùy theo ai tạo nhân nào quả ấy mình không xem vô. Thì chính mình đã thanh lọc được cái con rồng đen của mình trở về với cái sự giác ngộ, thì đây là một cái đầu, nghe không? Cái đầu thứ hai là muốn nó bạch long. Long là thân mạng của mình, vì mình là con rồng cho cái nhân bạch là nó trong trắng. Khi mình thanh lọc đã trả về tâm hồn trong trắng rồi, phải làm sao? Phải dùng ý chí trắng cái tâm hồn trong trắng này lại, mọi lúc mọi nơi, bất cứ thời gian nào, tứ phương không cần biết chỗ nào, nó có thể tấn công mình, đem sắc dục danh lợi tiền tình ăn chơi xa đọ, nó cám dỗ mình, nó tấn công mình, nó du quan giới hòa trà đạp hãm hại, nó tấn công mình tựa lơ vậy hết, tứ phương luôn. Thì mình tâm hồn trong trắng, được ý chí trắng lại, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ thời gian nào, bất cứ ở nơi đâu cũng cần biết, mình cũng không nhiễm theo nó tầm này, cũng không loạn theo nó tầm này, mà mình thanh lọc những tạp chất của nó lại thành pháp quyết để mà phụng sự cho nó bằng lòng yêu thương bình đẳng, bằng lòng quan hỷ của chính mình. Thì mình dính được cái tâm hồn trong trắng lâu dài cho tới ngày giải thoát trở về nguồn cội, thì mình đã thanh lọc được cái đầu thứ hai là bạch long rồi đó, nghe không? Thanh long là cái đầu thứ ba. Thanh long là muốn nói cái gì? Là muốn nói con rồng xanh ha. À, thì mình muốn có được cái tâm thanh nhẹ thì trong trắng chưa đủ, phải tẩy bỏ luôn cái chỗ chấp dính. Chấp dính là gì? Ta làm việc thiện, ta chấp việc thiện, ta sanh bản ngã. Rồi người nào làm không vừa ý mình, cái mình bị phiền não, tức giận. Rồi mình đã trở về cái thanh rồi, cái bắt đầu người ta sùng bái cái thanh, cái sanh bản ngã, trong mắt mình coi người khác không ra gì, đến như cao mình, nghe không? Rồi á, là kêu bằng á, cái trượt đến với mình á, thì á, mình nhịn thần nhịn hết nổi, mình nhiễm thì mình cũng tạo nghiệp lung tung beng, làm chuyện xấu lung tung beng, thấy chưa? Cái ác nó đến với mình, nó cám dỗ giết, rồi nó nguy hiếp giết, rồi cũng sợ, cũng nghe theo lời nó đi làm chuyện ác luôn. Như vậy thì từ chỗ này á, là cái tâm mình nó không được thanh nhẹ. Nếu mình tẩy được những tạp chất này, lúc nào cũng thanh thản nhẹ nhàng, dù bất cứ hoàn cảnh nào, thời gian nào cũng chẳng biết, nó không có chỗ dính mắt, nó còn không có chỗ rối loạn phiền não, thấy không? Đó, thì mình sống được với cái tâm thanh nhẹ để đến với muôn người muôn loài mới gọi là thanh nhẹ, là ba cái đầu. Cái đầu thứ tư gọi là xích long. Xích long là muốn nói cái gì? Muốn nói con rồng đỏ. Màu rồng, màu đỏ là màu gì? Là màu huyết mà Đức Thầy đưa ra trần đỏ để thờ. Vậy trần đỏ ý nghĩa là gì? Mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà để cho thân này khỏi đọa xa, và ngôi tam bảo hãy thờ trần đỏ. Như vậy mà trần đỏ là muốn nói tam bảo, mà tam bảo chỉ về đâu? Thầy nói tìm kiếm ở trong nào cũng cái tam bảo là chỉ về Phật Pháp Tăng. Phật là tánh giác, Pháp là trí huệ, Tăng là bản thân thanh lọc mọi thứ tốt đẹp để phụng sự cho muôn người muôn loài vô điều kiện bằng lòng hòa đồng bình đẳng yêu thương. Thì mình tăng điều kiện lên hoài, chính là đây gọi là tăng. Thì tam bảo nó nằm ngay thân tâm của mình, mình ngộ cái tam bảo của mình đem cúng dường cho muôn người muôn loài không thèm tiếc luôn. Thì mình quyết lòng để tẩy rõ mọi thứ, để tránh cái
tâm thanh tâm trong trắng mình để mà hành đạo chân chánh bằng cái tấm giác thật thụ, thì cái màu quyết là quyết lập để thực hiện cho bằng được, cho tới ngày giải thoát. Thì chính đây gọi là xích long, là cái đầu thứ tư, tức cái đầu thứ năm Quỳnh Long. Quỳnh Long là muốn nói cái gì? Muốn nói con rồng vàng, mà mình là con rồng cháu tiên. Vàng là muốn nói cái gì? Là cái tấm lòng vàng. Mà như thế nào mới gọi là tấm lòng vàng? Nghe không? Phật có cái gì chúng sanh có đấy. Ngày xưa ở bên Tây Phương, Đức A Di Đà có ngũ sắc quang, quỳnh sắc quỳnh quang, bạch sắc bạch quang, thanh sắc thanh quang, và hắc sắc hắc quang, và xích sắc xích quang. Như vậy đây là ngũ sắc của Đức A Di Đà. Mà mình ngộ được là năm cái thứ ở trong bản thể mình, nãy giờ giải bốn cái đầu, còn cái đầu nữa đúng không, và là cái đồng vàng. Cái tấm đồng vàng là muốn nói cái gì? Là muốn nói bất cứ hoàn cảnh nào tốt xấu đến với mình, tâm mình cũng thanh tịnh, không có mê nhiễm, không rối loạn, không có ríu mắt, để thanh lọc tất cả mọi thứ được thanh thiện nó đưa đến mình, để thành cái pháp quý, thành thiện tánh, thành lòng từ bi, thành nó là bi trí dũng, thấy không? Thành cái giác tánh thanh tịnh, xả thân đem những pháp quý này và những gì mình có, thiết công thiết cổ thiết pháp, trợ giúp cho họ vô điều kiện bằng lòng vị thầy của mình đang. Thì chính cái chỗ này là tấm lòng vàng, đúng không? Thì năm thứ này hiệp nhất lại là năm cái đầu. Tới cái đầu thứ sáu là gì? Gọi là hạ long. Long là thân mạng của mình, vì mình là con rồng cháu tiên. Hạ là muốn nói dứt bỏ cái tâm hàng hạ và hạ cái bản ngã của mình, bỏ luôn, đừng có nghĩ mình cao hơn ai, mình là ai, để khi dễ khinh thường chà đạp bất cứ ai đến á. Trong muốn người một loại này nè, mình đến với họ bằng lòng vị tha yêu thương mình đẳng đi, họ tại nào không có đấy là chuyện riêng của họ, thấy không? Rồi mình lập tất cả những gì của họ giao cho mình thành một cái pháp bảo, mình quay lại mình phụng sự cho họ luôn, thấy không? Thì á, mình hạ được cái bản ngã của mình và hạ được tâm hồn đang tối của mình để trở về tánh giác, để hành đạo đối với tất cả mọi loại đó, thì chính cái này gọi là hạ lòng, thấy không? Và cái đầu thứ bảy gọi là gì? Là phi lòng, thấy không? Khi gặp những chuyện phi thường thì sao? Đến với mình thì sao? Thì dùng ý chí phi thường của mình, có thể là kêu mình chấp nhận hy sinh mọi thứ, cái ca mạng mình cũng không tiếc, không? Để mà là vượt qua và hóa giải mọi thứ, để giúp mình giúp muôn người muôn loài tiến hóa, dù cảnh phi thường cũng không làm khó được mình. Đây gọi là phi long, không? Rồi tới là kêu bằng ngọa long, là cái đầu thứ 8. Ngọa long là muốn nói gì? Là con rồng nằm, không? Khi xử lý mọi chuyện thì trở về nghỉ ngơi, đừng có nặng lòng nữa, gọi là ngọa long. Rồi tới thăng long. Thăng long là muốn nói cái gì? Xử lý mọi chuyện xong thì cho nó biến mất, trở về tánh không, đừng có trụ dính mắt nó nữa. Bất cứ là vấn đề, từ vấn đề gì, từ đời tới Phật pháp, xử lý xong là buông, ai có duyên cho luôn, chứ còn không trụ dính mắt nó nữa, trở về bổn tánh thật vốn là không, thì nó đã biến mất rồi. Đây gọi là thăng long, là cái đầu thứ 9. Nếu như mình mở được cái 9 cái đầu này từ con rồng của bản thể mình để mà hành đạo đối với muôn người muôn loài, mình mới xứng đáng mình là con rồng cháu tiên, con nhà tâm, không giống lông cũng giống cánh. Đây là câu chuyện tôi muốn nói về cái sự nhận thức của tôi về cái đời sống hôm nay, để cho mình thăng tiến về cái chỗ ánh sáng tốt đẹp. Thì vua tôi á, thì tôi biết cái chuyện gì thì tôi chia sẻ chuyện đó, nhưng có những cái cũng thông cảm, bà con cũng thông cảm cho tôi, vì tôi không có học bài bản, cho nên tôi nói theo những gì của tôi nhận thức thôi. Nếu có gì nó không có đúng bài bản thực tế của tôn giáo hay là kinh giảng của thầy Tổ Đại Lợi, mong bà con cũng thông cảm bỏ qua. Thì thật sự cũng rất là biết ơn em.
những lời pháp, những điều hiểu biết của em đem ra chia sẻ với mọi người. Thì chị cũng có nói rồi, đây là mình chia sẻ những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm, những cái điều mình nhận thấy và mình hành cho thân tâm này của mình sống thiện lành như thế nào, thì mình đem ra mình chia sẻ với mọi người thôi. Thì mọi việc tùy duyên, nếu như ai thấy đây là những cái lời nói mà có ý nghĩa, có cái sự cảm nhận được, nó có hay được cái phần nào đem vô áp dụng trong cuộc sống, thì đó cũng là một cái điều tốt đẹp. Thảo cũng xin biết ơn tất cả cho những người có lời khen hay là có những ý kiến không có cùng chung cái sự cảm nhận. Thì đối với Thảo và Đệ Bình cũng biết ơn tất cả mọi người đã dành thời gian ra để xem những cái video clip như thế này. Đây là một cái sự thành tâm của mình trên con đường đời và đạo. Mình học và trải nghiệm được cái gì mình đem ra chia sẻ theo sự hiểu biết, chứ những gì mình nói không có trong cái quyển kinh nào hay cái sách nào để mà dựa theo những điều đó. Vì mọi cái sách nó có theo cái thời đại, những quyển kinh cũng vậy, đó là những cái con đường dạy mình ăn thiện ở lành cho cuộc sống mình nó được tốt hơn, sống cho được thiện lành hơn. Thì trong những quyển kinh, quyển sách đều là dạy những điều tốt đẹp đó. Còn cái sự hành pháp, mọi người có mọi cách riêng, có mọi cái trải nghiệm riêng, có mọi cái hiểu biết riêng. Cho nên những ai đã biết được gì thì comment vô chia sẻ, Thảo cũng xin biết ơn tất cả. Và những ai có cái đồng thanh tương ứng với những cái chia sẻ của Đệ Bình và của Thảo thì Thảo cũng biết ơn. Tất cả đều là cùng nhau trên con đường đời và đạo xâm tu để học, để trải nghiệm, chia sẻ. Thì chắc nãy giờ mình cũng đệ tỷ mình cũng chia sẻ nhau cho những, nếu mình nói ngồi lại nhau mà để chia sẻ thì chắc nói hoài cũng không có hết đâu, còn nhiều lắm. Thì biết rằng đối với đệ thì chắc có cả một cái bầu vũ trụ trong đệ để mà nói hoài cũng không có hết, nhưng mà thời gian thì có hạn. Chắc có lẽ tiếp theo đây thì chị em mình cùng nhau đi đạp giá xuống dưới chỗ cái công viên mà đình Nguyễn Trung Trực đó. Ở dưới đó có nghe một cái số điều xảy ra, có những cái chim én hay là quả đen gì đó, mỗi trở về đêm á, trở về chiều á, tụ tập về rất là đông. Thì mỗi cái gì đều xảy ra, tất cả những linh thú á, đều có cái tính linh, không phải cái gì cũng là tự nhiên đâu, sẽ có những cái điều sắp tới đây như thế nào. Thì mọi người sẽ có cái sự học hỏi và cảm nhận riêng, có cái sự hiểu biết riêng. Thì một lát ở đây á, tỷ đệ mình cùng nhau với các em các cháu đi xuống dưới đó để mình xem rồi mình cảm nhận như thế nào, thì sẽ chia sẻ những video cho tất cả mọi người để xem. Rồi có ý kiến như thế nào thì comment vô, để mọi người có cái sự hiểu biết khác nhau, có cái sự trải nghiệm khác nhau, có cái sự cảm nhận khác nhau. Thì mình cùng nhau để người ta nói gì đó, gom lại với nhau để nó cũng thành ra một cái lớn, từ gì đó, một cây làm chẳng nên non, nhiều cây nhụm lại thành hòn núi cao, đúng không? Thì nhiều người có nhiều ý kiến, nếu mà tốt nhất là ý kiến tích cực,
Còn nếu nói về tiêu cực thì đó là những cái sự trải nghiệm để học hỏi, mọi người có mọi cái sự khác nhau. Nếu mình có được những cái điều gì mình thấu hiểu và biết được mà chia sẻ lên với mọi người được thì Thảo cũng xin biết ơn tất cả. Nam Mô A Di Đà Phật. Chắc là xin khép lại video này, cho Thảo gửi lời chào đến tất cả mọi người, chúc tất cả bình an, ấm no, hạnh phúc. Hẹn gặp những video kế tiếp. Thảo yêu tất cả nhiều, thật là nhiều, love you. Ngài có thể chào đến với mọi người đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thành tâm chào tất cả ông bà, cô bác, anh chị em coi kênh này trong nước và nước trên toàn thế giới. Xin chúc cho tất cả bà con mình phát tâm lành, làm điều lành, tăng điều thiện, thì cái kết quả thiện nó sẽ quay lại chính mình. Mọi điều trong đời sống đời đạo sẽ từ từ được nhẹ nhàng tốt đẹp. Và coi video clip có thể mở mang nhiều kiến thức, đặng mình sống bằng cái ánh sáng, để lần lần mình trở về nguồn cội của ánh sáng tặng trong đất nước. Dạ thì Lê Thanh cũng xin cảm ơn trước tiên là chị Thảo, cảm ơn anh Bình như cô Trinh và chồng cô Trinh đã có mặt trên video clip. Thì qua những cái câu chuyện mà Lê Thanh đến nhà chị Thảo rồi quay những đoạn video như thế này gửi đến khán giả gần xa, thì cũng đây là một cái hữu duyên cũng như là khán giả được nghe những lời nói của Quỳnh Bình cũng như chị Thảo Trần. Những lời nói phải nói là lời hay ý đẹp trên video này. Thì một lần nữa Lê Thanh cảm ơn Quỳnh Bình và chị Thảo Trần, cô Trinh và chú đã xuất hiện trên video. Một nữa cảm ơn khán giả đã theo dõi những đoạn video của Lê Thanh. Một lần nữa Lê Thanh xin cảm ơn và hẹn quý bà con những video tiếp theo ạ.